Rồi mình hướng dẫn các bạn ghép sim với cái sim hay cả sim hấp rồ nha. Cái phiên bản mới nhất nè, ngày 9 tháng 9. Con này của mình là lốc mình test thử trên cái mình hướng dẫn sơ trên cái máy 11 Pro 11 thường này nha. Này là ghép Intel. Thì các bạn bỏ vô cũng máy khay ngược thì cái này là xuyên hai mảnh ha. Máy khay ngược thì các bạn bỏ cái góc cắt này nè vô đây trước ha. Xong rồi các bạn bỏ sim vô thôi. Thì ghép với Intel thì nó vẫn cũng không cần cái đăng ký 4G nha. Cứ chọn mạng là vô thôi. Nhưng mà cái này nó thao tác nó hơi phức tạp chút tại nó có mấy cái chức năng á, mấy cái tính năng nữa nên nó nhiều người muốn dọc thêm thì mình sẽ hướng dẫn luôn. Rồi ok, các bạn bỏ sim vô ha. Và tự động nó nhận sim thì nó sẽ vặn ASTI ra và nó hiện cái bảng lên menu ha. Rồi nó hiện sẵn cái bảng này. Thì các bạn bỏ vô. Con này là lốc T-Mobile thì các bạn vô chọn mode select trước nè. Rồi, chuyển qua mode nè, cái mode nó gồm có 3 mode Volt LTE nè. Là cái mode này là mode UBE cũ ha. Là ghép với eSIM cho máy 5G. Mode TMSI là ghép chung cho tất cả các dòng máy nè, là ghép bình thường. Còn cái mode ICCD ha. Là để ghép khi thần thánh. Đó, có 3 mode chính. Còn cái uSIM là SIM 4G, SIM 3G này là các bạn mặc định để SIM 4G đi. Những cái SIM nào nó kén á, SIM cũ á thì các bạn chuyển về mode 3G thôi. Còn cái signal này là cái sóng này nó đang loading nè, nó đang để manual là có nghĩa là load thủ công. Các bạn muốn auto thì bấm cái chuyển qua thủ công ha. Đó, còn mặc định của nó mình để thủ công đi. Cái new sim reset on nè, là có nghĩa là các bạn thay sim vô nó sẽ hiện cái bảng menu này ha. Còn các bạn off là các bạn thay sim vô là nó tự ghi nhớ, nó không cần phải setup lại. Còn cái sim app này là cái ứng dụng sim nha. Các bạn off đi thì trong ứng dụng sim nó không hiện, còn các bạn on lên thì nó sẽ hiện. Nhưng mà các bạn mình khuyên các bạn để mặc định gì đi là cái signal là auto ha. Cái new sim reset là bấm on ha, sim app là on luôn ha. Rồi mình chỉ thay đổi hai cái mục là mode nè, chuyển qua mode TMSI, rồi bấm back đề là chọn cái select carrier là chọn mặn, rồi vậy thôi, chủ yếu là hai cái đó thôi ha. Rồi chọn TMSI không step in, rồi chỉ vậy thôi, đó lại vô được chưa, đơn giản vậy thôi, chủ yếu là mình gỡ hai cái mục đó thôi. Rồi là cái mod là chọn mod TMSI, rồi cái với select rồi bấm back ra chọn select carrier chọn mạng rồi bấm separate là xong. Còn mấy cái mục kia thì cứ bật kệ nó đi ha, mình hồi đừng quan tâm tới mấy mục kia là nó linh tinh thôi, mình theo hướng dẫn nãy thôi. Các bạn nào muốn bọc thêm thì mình chọn thêm cái mấy cái mod đó, rồi vậy thôi, là ghép tất cả các máy đều như vậy ha. Sim này của mình bị cắt data Để rồi biết thông tin tài khoản bấm đó, 91 để nạp nó chỉ tiền đơn bấm giản như vậy thôi 92 để được chứ nhận thông bấm nó nhiều chức 93. năng, nhưng mà các bạn bấm rườm rà tùm lum la, nhớ lưu ý là chọn mod trước nha mới chọn mạng sau nha. Các bạn mà chọn chọn mod chọn mạng trước chọn mạng rồi mới chọn mod sau á, là nó sẽ bị lỗi, nó không có vô được ở trong nha, phải chọn mod trước các bạn lưu ý nha. Chọn mod trước nó hiện menu là các bạn chọn mod trước xong rồi mới chọn mạng sau rồi bấm save và run là nó sẽ từ nhảy vào trong, chọn đúng mạng là nhảy vô vậy nha. Rồi sim mình đã có sẵn rồi, các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ nha.